Dạ, mình là Đạt Nguyễn, xin chào tất cả các bạn và tất cả các anh chị em thân mến. Chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh Đạt Nguyễn hôm nay. Lời đầu tiên muốn chúc tất cả các bạn và tất cả các anh chị em lúc nào có mạnh gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Hôm nay thì thời tiết ở đất nước Mỹ này, ở Minnesota các bạn, thì nó khoảng là 33 độ C. Đó là khoảng 80, 89 độ, 90 độ F. Thì cảm thấy nó rất là nóng rồi bạn, 33 độ C. Thì bắt đầu chiều tối bắt đầu nó xuống. Thì bạn thấy là cảm thấy nóng mà, cảm thấy bứt rứt, cảm thấy mệt mỏi vậy các bạn. Nhưng Việt Nam thì 40 độ và bị cúp điện nữa. Cái cúp điện này của Việt Nam nó từ mấy chục năm đến giờ nó vẫn chưa giải quyết được. Ở Mỹ thì hiếm khi mà nó cúp điện. Mà nó cúp điện thì khoảng chừng 1 tiếng là bạn thấy nó nhiều lắm rồi các bạn. Nhưng mà hầu như nếu mà nhà nào đó mình chịu thủ thì đều có một cái mắt phát điện hết, để cho nó, ví dụ mình cắm vô internet, mình cắm vô cái freezer, cái đồ ăn, cái tủ lạnh của mình, hoặc là mình coi tivi đồ giống ok các bạn. Nhưng Việt Nam thì bà con khổ quá. Mấy các bạn Hồ Kiều thì nói Việt Nam vẫn sướng, trời ơi đổ xăng mấy chục ngàn chạy cả tuần không hết, mà cái chuyện này nó nói từ từ mà mấy năm trước đến giờ nó vẫn còn nói các bạn. Bạn bạn nghĩ có cái đất nước Việt Nam vậy mà nó kêu sướng nè, bạn nhìn đấy, đây là cái gì, đi vô trong siêu thị nằm đây là nằm mà. Tối quá có thể không thấy các bạn, để mình cho nó sáng lên chút xíu coi, thấy không, đi vô siêu thị nằm, xin siêu thị nằm, trời ơi nằm thì không biết sạch sẽ, có nào kệ đi, miễn xong mát là được rồi các bạn, bạn thấy không? Vậy á, mà kêu sướng, mà chính những con người ngày người này vẫn là cảm ơn đảng và bác. Chút nữa mình đọc cho các bạn nghe những cái comment những cái con người này, và báo Mỹ nó cũng đăng luôn rồi các bạn. Bạn thấy báo Mỹ bây giờ đăng rồi, bạn nhìn nè, bài báo Mỹ nó nói bây giờ ở ngoài Bắc Giang trời ơi lạnh đó, bay báo Mỹ đó. À, mình cùng nhau em, Mỹ bây giờ nó cũng xíu mỏ vô Việt Nam nhiều quá, chửi nó đi các bạn, nói nó tối ngày nó cứ xíu mỏ vô Việt Nam hoài. Nó nói dù nó cứ nhìn vô Việt Nam nó nói hoài. À, tại sao mày cứ ở Mỹ mà mày không nói chuyện của Mỹ thì mày cứ xíu mỏ vô Việt Nam? À đây bạn thấy này. Nhiệt độ ngột ngạt ở miền Bắc Việt Nam gây ra cắt điện, bà con trời ơi phải vô chung cư, mà nói y chang luôn các bạn. Ủa kỳ ta, bài báo 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 này nè, ô bài báo này của Pháp mà nói tiếng Anh hả? Agence France Presse đó, không đó nè, của Pháp mà đó, nó viết tiếng Anh các bạn, để coi Student Nguyễn Minh Thu Work on Assignment. À, những cái bài tập hả, trong cái room more outside people escape from high outdoor temperature, chả rồi đó, trời ơi học sinh Minh Minh Thu đang là học bài homework rồi đó, trời ơi tội nè, cái này là báo của Mỹ của Pháp, chỉ biết nó ghi tiếng Anh thì nó giờ nằm đó không, thiên đường xã hội chủ nghĩa đã tới rồi, vẫn cảm ơn bác, vẫn cảm ơn đảng. À, mà mấy Hồ Kiều về mỗi ngày nó đều nói sướng à, chừng nào nó nói sướng thì mình nó khổ à, nó nói sướng mà không có chứng minh, mẹ nó đưa mấy cái người bán vé số mà nó nói sướng mấy ngày này, tụi bay muốn gì hả, cái đầu của nó làm sao các bạn không hiểu luôn. Rồi có một cái nữa, VinFast cộng đồng yêu xe Việt, thấy không, người ta nói á xe đó nó hết điện á, ở bên Việt Nam á nó không có điện á, tại vì xe VinFast nó sạc điện quá, nó lên nó cãi giùm, cái cãi giùm cái của xe VinFast á, là xài không có hút điện nhiều quá, thì vô tình á, nó tát vô mặt bộ mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam, thà nó để cho người ta đổ thừa đi ha, thì tại đụng vô bác nữa, không biết bác xe nó với lại bác Đảng Cộng sản Việt Nam thì nó quý bác nào, thà đó để cho người ta có cái cớ để người ta đổ thừa vô xe VinFast đi, để là nói nhờ tại vì xe VinFast hút điện đó, cho nên không có điện, bây giờ nó giải thích là xe VinFast xài đâu có nhiêu điện đâu này, các bạn
không? Lên mạng thấy nhiều người chém gió, kêu thiếu điện, cắt điện vì xe sạc điện nhiều. Tao thử làm bài phép tính đây có phải không nhé? Ghê đây nè, chơi luôn, thà nói luôn các bạn. Thà nó có cớ nó đổ thừa, còn cái này nó không có cớ luôn, nó lên nó giải thích. Rồi, bây giờ nè, bà con vô siêu thị nằm la liệt. Bây giờ nói cái vụ á, là cái xe VinFast có phải là tốn điện không? Rồi nó lên nó giải thích nha. Thử làm một phép tính sơ đẳng nhé, sơ đẳng thôi. Đó, coi như là xe VinFast, xe điện của VinFast sạc điện không có ảnh hưởng gì hết á. Vậy là thiếu điện từ đầu. Nó không nó đổ thừa nha. Theo báo cáo của EVN thì tháng 6 năm ngoái, lương điện, lượng điện tiêu thụ mỗi ngày là 793,8 triệu kWh, nhân cho 30 ngày là lên 23 tỷ 814 triệu kWh trên tháng. Thị trường xe ô tô điện của Việt Nam chủ yếu là do VinFast cấp, tạm chiếm là 90% thị trường. Tổng số xe VE34, VE5, VF8, VF9 lăn bánh cuối tháng 4 2023. Bây giờ nó tính vòng đi hết các bạn. Mình nói sơ sơ thấy không? Là đó, nó tổng cộng lên đó là bao nhiêu? 23 triệu 814 ngàn kWh. Nếu mà nhân lên 100% thị trường xe điện thì nó chiếm có 0,01% lượng điện sinh hoạt thôi. Ok. Vậy tụi bay cứ đi đổ thừa xe VinFast hả? Tầm 7 tầm 3. À, vậy là xe VinFast, những cái người chạy xe điện không có lỗi. Vậy lỗi có ai? À, bạn thấy bên Cali không, nó thiếu điện không? Nó kêu Cali thì đừng có sạc điện xe không, đừng có rửa chén, đừng có giặt máy sấy máy đồ này kia trong cái lúc mà cao điểm giống như buổi chiều tối tới. Nè các bạn. Vậy là không phải lỗi của xe VinFast. Rồi, vậy là lỗi của bác của đảng. Vô siêu thị nằm la liệt mà vẫn cảm ơn đảng, nhờ đảng mà cho siêu thị nó có điện. Nhờ đảng mà cho siêu thị nó có điện để cho bà con vô trong đó nằm. Trời ơi, mà nó vô trong siêu thị nó nằm la liệt mà nó đâu có biết là siêu thị cũng mất điện mà đang xài những cái super generator, là gọi là đó, cái máy phát điện super đó. Ngày 3 tháng 6 2023. Trong hình là một số người dân đã vào siêu thị điện máy tại Bắc Giang. Còn như nãy cái báo nãy nó cũng đề Bắc Giang, chút nữa mình chia sẻ báo của đó này mà. À, nó báo Pháp thì nó nói báo Mỹ thì nó viết tiếng Anh thì xin được nằm nhờ nghỉ trưa do mất điện quá lâu, khi mà thời tiết nó nắng nóng chọc đầu luôn, kéo dài. Nhiều người khen và cảm ơn siêu thị điện máy dễ thương thân thiện. Tuy nhiên, có người vẫn cảm ơn đảng, ơn chính phủ vì đã tạo ra điện điều kiện cho siêu thị vẫn có duy trì điện được để cho bà con vào nằm nhờ. Họ đâu biết rằng siêu thị cũng đang dùng máy phát điện. Các bạn. Rồi nghe nè. Rồi, một bạn nói thường thôi, nhà cháu đi cứu trợ, giúp đỡ bệnh nhân, xây nhà cho người nghèo, giới thiệu là linh mục, vẫn được cảm ơn đảng, cảm ơn nhà nước. Rồi, mở mắt chào đời, đã ơn đảng rồi, ơn rồi ở bác rồi, không cần biết nó như thế nào. Cho đến lớn rồi già, nếu cứ mãi quanh quẩn trong cái đáy giếng thì chỉ có nghe tiếng ơn đảng thôi. Thế các bạn, tuy là lòng tốt nhưng cũng mất mỹ quan siêu thị, và nhiều người như xin như vậy cũng không được. Thì bây giờ đó, cái đó xử lý như thế nào thì mỗi người có quyền xử lý, không biết vô nằm la liệt trong siêu thị. Đây chửi hả? Bọn ngu thì ở đâu cũng có, nhưng chúng nó lại tập trung ở Tây Phi rất đông. Mình á thì đang khổ, mình không biết, mình đi chỉ người khác, nó chỉ cho ngay cái mảng nào nữa. Tây Phi kệ mẹ nó. Ok, mình không biết nói tiếng Phi. Ok.
Châu Phi, Bắc Phi, Nam Phi, cái cha nó đi, hiểu không? Đây, đây vì Việt Cộng cho dù nắng, phải Việt Cộng không, ghi vậy đọc đại, cho dù nắng cỡ nào cũng phải ở ngoài đường vào buổi trưa, khi khi nghỉ em cũng đây vì công việc công việc mà đọc Việt Cộng luôn à, cũng không vào phòng mà bắt máy lạnh, đôi khi nhiều người mở máy lạnh lại quen nên nóng tí là chịu không nổi. Trời ơi, đó, đây là một cái tư duy gọi là thôi ráng chịu đi con, rồi ai cũng vậy hết mà. Đó các bạn, Mỹ nó cũng đang bỏ bữa để nó lấy tiền điện, nó trả đóng tiền điện, tiền năng lượng kìa con ráng đi. Mỹ nó cũng đang khổ lắm, Bắc Âu kìa, nó đang mệt kìa, nó đang phải vật lộn với những miếng ăn hàng ngày, nó không có năng lượng đâu kìa con. Đó, từ gì là bạn. Vào tránh nóng thì nên ngồi gọn vào chỗ nào, nằm thế kia thì trông kỳ quá. Ơn đảng mà sao không tới nhà, đi vô cái chỗ mà City Hall đó, nó kêu là cái phường, cái quận rồi đó, chủ tịch rồi đó các bạn. Cái gì cũng ơn đảng mà đảng để dân nó đen, nó tôi, nó nằm nghèo mạt thế. Tại sao không tới mấy cái nhà bác thử coi, coi nhà bác có máy lạnh không? Có vô siêu thị thì cũng nên kiếm chỗ ngồi đàng hoàng chứ, ai nằm bừa bãi thế này, nằm giữa đường giữa sáng vậy rồi đó, cũng cứ coi kỳ quá các bạn. Rồi bây giờ mình nói bao Mỹ, Mỹ nó xía mỏ vô Việt Nam các bạn, thấy không? Mà cái này nó đề là của Pháp nè. Mày mấy cái báo này á, nó đề, để mình coi lại coi nó là của rồi. Raw story thì nó đề là của Phan Bresse đó, Bresse là tiếng Mỹ, thấy không? Bresse cái gì? Phanse, thấy không? Agent là agency, nghe bạn, Cesse là của Pháp ha. Rồi giờ chia sẻ đi. Nhiệt độ ngột ngạt ở miền Bắc Việt Nam gây ra cắt điện. Thế nên hết điện rồi, ngột ngạt gây ra cắt điện. Bài báo cũng tào lao nữa. Cư dân Hà Nội đã đổ xô đến các trung tâm mua sắm có điều hòa thủ đô Việt Nam, ở thủ đô Việt Nam thứ bảy để tránh bị khi mà điện ở nhà bị cắt, khi lưới điện phải bật lộn với đối phó với nhu cầu cao do nhiệt độ nó tăng lên quá nhiều. Việt Nam là một trong những nhiều quốc gia Đông Nam Á trải qua đợt nắng nóng kỷ lục trong những tuần gần đây. Khi nhiệt độ đang lên 36 trở lên, anh Bùi Mạnh Đức Tài và bạn gái đang chợp mắt nằm trong những cái số người có mặt tại trung tâm thương mại Aeon để tìm cách trốn cái nóng như thiêu như đốt. Mấy Mỹ này ở một cái như thiêu như đốt. Nhà chúng tôi không có điện, mất điện từ sáng đến giờ. Chúng tôi đến đây để cho nó mát, anh Tài nói. Cái đài này là đài, với đài là AFP. Đó, Agency Fancy Press. Đó, đọc đại khái nó là vậy các bạn. Ở một góc khác, sinh viên Nguyễn Minh Thu ngồi bệt dưới sàn, cố hoàn thành những cái bài tập của mình trên cái máy tính sách tay. Tôi phải đến đây để lấy điện để tôi có thể học. Sinh viên nông nghiệp nói với cho biết là thêm điện ở nhà cô cũng đã bị tắt từ sáng tới giờ. Các nhà khoa học đã cảnh báo rằng sự nóng lên của toàn cầu đang làm tăng tần suất cường độ của các hiện tượng thời tiết cực đoan trên khắp thế giới, bao gồm cả các đợt nắng nóng. Theo các nhà cung cấp điện lực của Việt Nam, hạn hán nắng nóng kéo dài đã gây ra áp lực lên cái nguồn cung của miền Bắc Việt Nam. Trong miền Nam luôn, toàn nước. Tại một trung tâm thương mại đông đúc khác ở Hà Nội, các gia đình con nhỏ
tìm nơi ẩn trú trong cái siêu thị để có máy điều hòa. Tôi cùng hai con vào đây từ trưa. Các cháu chơi, còn tôi thì đi chợ. Ăn tối xong chúng tôi mới về. Hy vọng khi đó có điện trở lại. Chị Đỗ Thị Dung nói. Điện năng tiêu thụ trung bình tại Hà Nội tháng 5 vừa qua tăng hơn 22,5% so với tháng 4, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết. Truyền thông nhà nước cũng đưa tin về việc cắt điện trong những ngày gần đây ở tỉnh Quảng Ninh, nơi có Vịnh Hạ Long được xếp hạng di sản của thế giới. Một số nhà hàng thành phố Hạ Long đã hết đồ ăn vào buổi tối thứ sáu vì mất điện, không làm được khỉ gì hết. Người dân không thể nấu được. Mất điện cũng tấn công các khách sạn trên các con đảo nổi tiếng. Nhà chức trách cũng đã tắt đèn đường một số thành phố lớn để tiết kiệm, làm cho người dân khốn khổ hơn, đi đường gặp nguy hiểm hơn. Bạn thấy có mấy tên ở đây nữa vậy nè, nói đến cái tắt điện. Nó nói vậy nè. Đó, đừng có nói ở Việt Nam là thiếu này thiếu kia, mà ở Mỹ cũng vậy đó. Nhìn nè, đây là đang ở Mỹ nè, đang ở New York nè, chỗ này chỗ kia nè. Thấy không, thấy tối thui không? Nhìn Việt Nam chỗ này nè, đèn rút mở tùm lum. Đó, bạn thấy vậy đó. Thì tại vì mình lầy quầy, mình làm ăn bết bát sao bạn không biết. Mà cái thiếu điện nó làm mấy chục năm rồi, chứ không phải là giờ. 40 năm trước nó đã thiếu điện rồi. Rồi đến bây giờ phát triển, nó cũng chẳng phát triển được, nó cũng chẳng làm được cho có điện. Đó, cứ cúp điện hoài như thế các bạn. Mấy đứa nhỏ đó, dễ bị bệnh lắm. Đồ ăn thức uống của bạn dễ bị thiêu lắm và dễ bị ngộ độc lắm các bạn. Mà nóng nó khó chịu lắm các bạn. Hiện tại là cái nóng của mình là 33 độ C. Đó, mà chịu không nổi nữa, mà lên 20 mấy độ để coi lại các bạn. Nói tầm bậy rồi mà nó chịu không nổi nữa. Để em coi. Chắc cũng khoảng cỡ đó. Hiện tại là 90 độ là 89 độ nè. 89 độ F nè. Giờ mình đổi ra độ C các bạn, coi nó nhiêu, thấy không? 8 đâu, giờ 91 độ hả? À, nó mới tăng lên. 89 độ, 91 độ đi, bây giờ đổi ra độ C á, thì nó là bao nhiêu các bạn? Tối á, chút tối á, thì nó còn xuống có 67 độ hả? Bây giờ đổi ra độ C 33 độ. Hiện tại là 33 độ C. 33 độ C là nó cũng nóng dữ lắm rồi đó. Nó dưới 100 độ là ổn. Thấy không? Nó trên 100 độ là mệt. Thì bạn thấy á, là nếu như Mỹ á, mà nó là 100 độ á, là nó ban số phải không? Là bạn thấy nó lên đài, lên báo nói rần. À, cẩn thận uống nước đồ vô nhiều các bạn. Không thôi bạn bị thiếu nước, lật rộng á. Thấy không? Nhưng mà bạn thấy ở Mỹ, nhà cửa người ta máy lạnh máy đồ nó chạy ầm ầm. Trời, hôm qua nhóc nó nhà nó mở cái máy lạnh mà nó để 70 độ F. Sáng mơ dậy đi làm teo buji luôn, để mình đi cho mình chỉnh lại là 72 độ, lạnh teo buji mở như vậy đó. Mà toàn nhà mình nói rồi các bạn, toàn nhà phòng nào cũng mở thôi. Vô sáng mơ dậy bạn đi vô toilet cho ựa nó rung lập cập kìa nè. Đó, nó có tiền nó trả năng lượng nó phục vụ được cho dân, còn này giờ có tiền cũng không được nữa. Rồi á, tắt đèn đường nè, đi đường không thấy, mà đâm đầu vô trong cục điện thấy mẹ luôn hả. Thì hỏi bạn á, bây giờ nè, nhà hàng nó cũng không có làm việc được vì mất điện nè. Rồi á, siêu thị nè, rồi bây giờ nó phải ráng cố gắng nó giật máy điện lên để cho chạy nè. Rồi á, bà con nè, học hành cũng không xong nè, mấy đứa nhỏ nó bệnh nè, châu của nó tiêu cực, bạn thấy nó chán gian á, tiêu cực. Ở Mỹ mà nó cúp điện chừng vài ba tiếng là mình thấy nó nhiều lắm rồi đó các bạn. Trừ khi nó bị bão tố thôi, chứ còn á, là lúc nào nó cũng có. Quen rồi. Rồi đi dạy cho cái tư duy, trời ơi, chịu nóng chút xíu đi, làm gì dữ, hở chút mở máy lạnh. Cái cha ta có tiền ta mở, còn mình không có tiền thì mình ráng chịu khó là quạt đi, phải không?
Chứ giờ hỏi bà con ở Mỹ nè, nói Việt Nam nè, giờ mình nấu quá tắt tắt máy máy lạnh đi các bạn, để cho nhà nó mát chịu nóng đấy hả? Đó con, tôi trả được thì tôi trả. Chu vô xe ngủ là một cái sai lầm nha các bạn, đừng bao giờ. Tại vì bạn chu vô xe bạn ngủ, bạn bây giờ hiện tại là nếu mà mình mở máy lạnh á, mình ngồi chút xíu xe mà nó cũng nóng à, nó phải chạy cái không khí nó quật nó, cho bạn chu vô xe bạn ngủ là bạn chết luôn á. Thì đó, Việt Nam đã bị rồi đó. Đó, cái tình hình vậy á là nước đất nước Việt Nam nó đâu có phát triển được đâu. Hỏi bạn cái nếu như vậy thì công ty đồ này kia, những cái hãng xưởng nó báo nó không có đăng lên chứ bảo đảm với các bạn á, làm gì có máy phát điện mà chịu cho thấu. Bây giờ nói cái hãng của mình à, 5-6 năm về trước á, nó ưu cấp điện, trời nóng là cúp điện, tại vì nó hút điện á, cái cầu chì nó đứt, trời mỗi lần cúp điện đã nó các bạn cúp điện đã ngồi chơi. Ok, ngồi chơi mà lấy tiền đó. Rồi à, bây giờ nó sửa lại không có chuyện cúp điện, nó khó lắm. Rồi hỏi bạn á, khi mà cúp điện một tiếng đồng hồ, một tiếng đồng hồ mình nói rồi, nó mất cả 100.000, cả vài trăm ngàn đô la. Mà bạn thấy từ Bắc xuống Nam mà bao nhiêu công ty nó cúp điện làm gì nổi, không có làm nổi đâu các bạn. Cúp điện mà không có máy phát điện nào chịu nổi hết á, thất thoát rất nhiều đó. Cho nên nó nghèo hoài à. Vậy mà vẫn cảm ơn bác, vẫn cảm ơn đảng, giống y chang ở bên Bắc Hàn. Nó khổ chày da chóc giải mà nó không biết, biết nói, nó còn binh à, nó binh binh dùng xe VinFast vô, vô tình nó tán bạc tay cho đảng Cộng sản Việt Nam. Thà để vậy cho người ta đổ thừa đi, nó còn nhẹ nhàng đúng không? Ngồi nóng, bạn thấy nóng. Còn có nhiều bạn hỏi mình sao đen, đen mới tốt các bạn. Giờ này là mình phải dăng nắng để mình hưởng những cái vitamin D của cái mùa hè này. Mùa đông là trốn trong nhà, đó, cái da nó sậm sậm, ra ngoài nó mới có năng lượng cao. Còn nhà thiếu quá là phải uống vitamin D. Đó, Việt Nam dư không, ở đây nó thiếu. Đó là những gì mình muốn chia sẻ các bạn. Bây giờ mình xin tạm dừng video ở đây. Xin chúc cô chú anh chị em lúc nào cũng khỏe mạnh, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và hẹn gặp lại sau. Xin chào tạm biệt. Bye bye.